trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đã nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Sắc son nào phai, tương lai chung một hương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật kính thưa các cô, kính thưa cha bác hai dòng họ, từ
mới được như vậy là 2 ông 2 bà nhất trí, và hai cháu tìm hiểu đến hôm nay đã chọn rồi. Vậy ông bà, ông dần và các cháu hôm nay cũng có một cái dầu nhỏ mọn mang sang như vậy là xin các bố và cha bác hay là họ xin nhận cho các cháu, và chúng tôi cũng là người kiếm quả cho các cháu. Xin và có quan hệ đến sự tình hiểu của hai bên gia đình, đặc biệt là đôi duyên mới nữa. Chính vì thế mà ngày hôm nay có các bậc cha bác, cô thì cậu mợ, có các bậc thằng ngũ thông gia, có các bậc thằng ngũ bố mẹ thiêng liêng cũng dành những tình cảm để về đây trong cái buổi lễ đính hôn này. Vậy để đáp lại lời phát biểu, còn xin được giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình ông bà ông Vinh Duyên sẽ có lời phát biểu đáp từ này cái lời phát biểu của vị đại biểu đại diện của gia đình nhà trai hôm nay. Kính thưa tất cả các cố, các quý ông bà và toàn thể các bạn, hôm nay con xin đại diện cho quý tộc họ nhà gái, và cũng xin đáp lời mời của họ nhà trai, và cũng xin nhận tất cả các sánh lễ mà quý họ nhà trai hôm nay đã mang đến, và để gọi là tỏ lòng những ngày tháng mà các cháu đã tìm hiểu với nhau mà tới hôm nay đã thành quả nên nhân, và các cháu đã chuẩn bị thành vợ thành chồng. Và con xin cảm ơn tất cả các quý họ nhà trai đã trong thời gian mưa gió mà bớt chút thời giờ đến đây để cùng gọi là chung vui những ngày vui của các cháu. Còn con xin hết lòng cảm ơn. Và phần quan trọng nhất ngày hôm nay đó là phần giới thiệu của cô dâu, và để ra mắt quý tộc hai họ. Điểm hạnh phúc giờ đây xin mời ông bà ông trưởng dần, xin mời ông bà, xin mời ông bà ông trưởng dần lên trước màn hình sân khấu đây, cũng như ông bà ông quản Vinh, ông bà Vinh Duyên, một bên trao một bên nhận với những cái sinh vật ở trên hôn trường rất nguy nga động nãy. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người, và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Trái tim đến trái tim,
hai trái tim hoa cùng nhịp đậm, hai chúng ta chung một mái nhà. Là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn,
sống xin nhà vui quá vui, tiệc cứ mừng yên đương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, trước nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy đàn. Dùng tiếng cười ngày yêu quá vui, rượu thơm nồng nắm ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Xin kính mời thân nhân nhà nữ
họ chúng tôi như vậy và sang tới ông bà ông Vinh, mọi thứ được gia đình to đón tiếp rất là đầy đủ thế để chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay và ngày mai. Thế bây giờ cũng buổi chiều rồi, thế chúng tôi cũng phải xin phép ông về này nhà. Quý vị chuẩn bị cho việc chiều nay và ngày mai, quý vị chúng ta đều nâng một tràng vỗ tay thật to thật giòn nữa để chúc mừng và cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng điện ảnh vô. Xin cảm ơn quý vị với những tràng vỗ tay này.
trao lời hứa ân tình. Anh nên xa lên lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người nghiệp lời nguyện cầu cho tình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhân và khứng ban muôn hồng ân. Từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời hứa ân tình, anh nên xa lên lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người dịp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhân và thương ban muôn hồng ân. Nguyện cho nàng hiền ngoan suốt đời, yêu thương chồng. Tham vọng và thành thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Tôi là con của nhiều sống hư tưởng.
Thiên Chúa sẽ cho tất cả toàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi, mãi mãi người sẽ gọi ngươi là bình an xây dựng trên công trình và vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa. Vùng lên Jerusalem mới, hãy đứng ở nơi cao và hướng nhìn về phía đông, kìa xem con cái người từ đông sang tây tụ họp về, theo lời Đức Thánh đã truyền dạy, được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui, xin chúng vì quân thù ác giả phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiều đi vinh quang rực rỡ, khắc chi một ngai vàng, vì Thiên Chúa đã ban lịch phải và khắp núi cao và gò đồng có từ lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho hoàn đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa, theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loài quế trồng sẽ tỏa bóng che rộng Israel, vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoang nạn dưới ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, cùng với lòng từ bi và công chính của người. Đó là lời Chúa. Trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô qua
Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Pontius Pilato làm tổng trấn miền Judea, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Uture, và Chaconis, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khana và Caiapha làm tổng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong quan điển. Ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng kêu gọi người đã chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: có tiếng người hô trong quan điển, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, mọi quanh co phải vấn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho bằng. Rồi hết mọi người vàng sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Có những trận lũ lụt mà các con đường ở vùng miền cao bị sụt lở, rồi nhiều chỗ bị đá rơi xuống làm giao thông đi lại tắc nghẽn. Rồi đôi khi chúng ta đi ra đường, chúng ta cũng thấy có những tai nạn hay có những biến cố ở đường làm cho giao thông hai bên muốn đi không được và chỉ đứng tại chỗ. Người bị tai nạn đưa đi cũng không xong, bởi vì bốn chung quanh người ta đông nghịt người rồi. Rồi ở trên đường miền núi, đường mà bị sập thì còn đi lại thế nào? Đường mà bị đá rơi đầy ra, những viên đá cả mấy tấn, thì chúng ta đi lại làm sao? Đó là con đường mà chúng ta vẫn thường hay đi, đó là con đường giao thông mà chúng ta vẫn thường hay tới. Nhưng bài tin mừng hôm nay lại nói đến một con đường khác, một con đường có tên là con đường tâm linh. Đường tâm linh của mỗi người chúng ta như thế nào? Con thỉnh thoảng con có lên mạng, các bạn trẻ ở đây cũng thỉnh thoảng hay lên mạng, các bạn hay gọi là online, vào những trang mạng của xã hội Facebook. Con lên trên đó thì một tấm hình như thế này, một tấm hình một người trèo trên một chiếc thang, và chiếc thang này không phải là chiếc thang đã làm sẵn, nhưng chiếc thang này là chiếc thang mà anh ta cầm một cái cây chổi vẽ cùng một thùng sơn. Anh ta leo đến đâu thì anh ta vẽ đến đó. Tương lai của bạn nằm ở chính trong tay của bạn. Chúa bảo rằng qua miệng tiên tri Gioan Baptista rằng mọi núi đồi phải san cho bằng. Núi đồi đấy phải chăng là những từ cao, ta là số một, ta là duy nhất. Đó chính là con đường mà Thánh Gioan bảo rằng đường đồi núi đấy phải san cho nó bằng, phải san cho nó phẳng đi. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta còn nói những lời nói bất hòa, những lời nói chia rẽ, những lời nói mà xúc phạm đến nhau, anh chị em thân mến, lại với nhau sẽ làm cho từng con người nối kết với Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, con có hỏi lễ cưới của các con ấy, mặc áo tím có dám chơi không? Tím cũng chứ. Mà không phải áo tím là áo của buồn sầu đâu. Áo tím là áo của niềm hy vọng đấy. Các bạn thấy không? Ngày trước đám cưới của các bạn chỉ có màu hồng. Còn bây giờ thì các bạn đang đám cưới những rèm che tất cả mọi cái đều màu tím và màu trắng. Con đã nói trong tuần trước nữa hay tuần trước, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, cho sự tinh khiết. Còn màu tím tượng trưng cho niềm hy vọng. Ai sống ở trên đời này mà lại không hy vọng? Ai sống ở trên đời này mà lại không hy vọng cho cuộc đời của mình, cho tương lai của mình tươi sáng? Đức Giêsu Kitô sẽ chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, sẽ chúc lành cho tình yêu của các bạn. Khi các bạn yêu mến, khi các bạn yêu thương, khi các bạn san phẳng những núi đồi, san phẳng những con đường quanh co, san phẳng những con đường lồi lõm của tâm hồn mọi người chúng ta, cách riêng của các bạn. Ước mong được như vậy. Amen. Để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt cửa tác viên hồ thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu mù của các con, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Trần Văn Kiểm và chị Maria Phạm Tị Tốt, các anh chị để kết hôn với nhau, các anh chị có bị ép buộc không? Không. Thưa không. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Anh là Giuse Trần Văn Kiệt, nhận em Maria Phạm Thị Tốt làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy khi chị vượng như lân nam, khi mạnh khỏe như đau yếu, và yêu thương tôn trọng em mỗi ngày trong đời anh. Em là Maria Phạm Thị Tốt, nhận anh Giuse Trần Văn Kiệt làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày. Nhân hậu chuẩn y sứ thức thuận của các binh chỉ vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân đồ phúc lành của Ngài trên các anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tôn Chúa. Ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Phạm Thị Tốt xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu của lòng trung thủy của anh, cha con. Cộng đoàn thân mến, qua nghi thức mà cộng đoàn tham dự, các anh chị chính thức trở thành vợ chồng với nhau trước mặt Thiên Chúa, Hội Thánh và cộng đoàn. Chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng. Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ hai mùa vọng và trong thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các đôi tân hôn và gia đình hôm nay, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xây dựng trên công trình, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi dân mọi nước trên thế giới biết giải quyết các vấn đề tranh chấp theo đường lối đối thoại hòa bình, cùng tôn trọng và
của Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết quan tâm dẫn đưa những người bất thành và khổ đau đến gặp Đức Giêsu, vì Ngài là đường hy vọng và là hạnh phúc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yêu thương là tấm bánh, là ly rượu nên của lễ dân. Xin cho yêu thương này luôn liên kết tình thủy chung. Nguyện xin Cha đói thương tình yêu con hiến dâng. Xin trọn đời yêu thương, xin trọn đời bao dung trong cuộc tình kiến chung thơm lừng. Xin dâng Cha đầy tấm lòng của mẹ Cha yêu con muôn trùng. Nguyện xin Cha đói thương tình yêu con hiến dâng. Xin dâng tình yêu con, xin Chúa thương dệt vuông tròn. Xin cho hai tâm hồn xây hạnh phúc một mùa xuân. Nguyện xin Cha đói thương tình yêu con hiến dâng. Xin trọn đời yêu thương, xin trọn đời bao dung trong cuộc tình kiến chung thơm lừng. Xin dâng Cha đầy tấm lòng của mẹ Cha yêu con muôn trùng. Nguyện xin Cha đói thương tình yêu con hiến dâng. Cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Con chẳng có công chán gì, chỉ mong chờ nước từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Yeah.
trên câu đồ để ta ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Cho toàn thể cộng đoàn chúng con chúc lành cho các đôi thân hôn và gia đình của họ cách riêng. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thấy được vào hướng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse 300 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, được Cha chỉ nên đi Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nước được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nghi Chúa. Chúa hằng sống và yên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dân lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình thanh cao gương mẫu người cha thiết tha. Đẹp như giấc mơ.